Nhiều lúc á anh chị nhức đầu lắm, mua mấy xe mà cao cao tiền xíu á, hoặc là đời cao cao xíu nữa đó, mà mua dập mấy xe mà đời thấp thấp rồi nè, mà giá rẻ để tập lái đi gia đình á, thì rất là mệt anh chị không? Về là phải lột tung cái sàn lên trong, rồi cái là có cái nào mà cảm thấy là không hài lòng, mục ở đâu là phải vá lại hết, làm sạch sẽ hết để sao để đi nó ngon lành, chứ không thể nào mà để im vậy mà chạy được anh chị. Camera xét cho một xíu rồi. Nó như mấy cái dòng xe này anh chị biết là đời nó rất là sâu, nhưng mà có cái là được lên đây này. Đây dòng sắt này cũng cứng này, nhưng mà cũng phải có chỗ mục rồi, tại vì đời nó cũng thấp rồi mà, thì bắt buộc đời nhiêu ta, chiếc này đời nhiêu xe như này là hai là một, đúng rồi anh, nhưng mà giá lại rẻ, hai là năm đến giờ mà xài nó cũng mục. Caravan xét qua đây xíu, máy móc và cũng phải lột cái sàn ra để mình kiểm tra và nó có mục một xíu xíu nào đó là mình phải làm hết nè, vá lại như vậy là ngon lành rồi, xài 7-8 năm, chục năm nữa không có xi nhê gì hết nha ha. Khi mà anh chị lên cũng vậy, mình chạy thử xong nâng cái gầm lên cho mình chị mình coi tất cả cái xe nào cũng vậy, tiền cao tiền thấp như thế nào cũng phải làm cho nó ngon lành cành đào trước khi giao. Rồi chuẩn bị đây, em sẽ quay cho anh chị xem mấy cái chiếc tập lái. Mấy cái xe này nó cũng là khách mang lên, khách đổi xe nâng cấp thôi, thì cho nên là em là bên em thì rất đơn giản luôn, anh chị nào mà đang có những cái xe mà đời thấp á, mà muốn nâng cấp lên những cái dòng đời cao thì cũng alo em, hoặc là anh chị mà đang có xe mà không sử dụng đến đó cũng cứ alo em tới tận nhà thu mua ha, với giá hợp lý nhất cho anh chị luôn. Còn anh chị nào cần tập lái thì em có những chiếc này nè. Tập lái nè anh chị. Đây, bây giờ em cũng Huy là giới thiệu cho anh chị chiếc xe này. Giá chỉ có lanh quanh khoảng là 30 triệu thôi. Đó. Này, được không? Được anh, đang nóng mà cái này nó còn nóng hơn em à, nóng nữa. 30 triệu là đang có một chiếc xe là coi như là đi gia đình tập lái đó, ví dụ như mua chiếc xe này về bảo đảm luôn là vợ con biết chạy được hết luôn. 30 triệu mà đi không biết có nằm đường hay không, khổ anh chị chọn về tập lái nữa. Dạ ngoài anh mới chạy về từ Củ Chi ở trung Lập Hà Thượng chạy về á, nhưng mà chạy ngon lắm. Nhưng mà anh có test chưa? Trời, mới chạy thử, mới lấy về mà. Dạ. Mới chạy thử về luôn. Ok, máy móc ok lắm. Dạ. Nếu mà xe này mà anh em người ta đi lấy về mà nó chạy vậy là quá ok rồi. Dạ. Quan trọng nhất là máy móc, thứ hai khung gầm, và đặc biệt nha mấy cái xe mà đời cũ này, nhất là thắng với vỏ xe thì nó phải làm sao máy sáng đề là phải nổ, và thắng là phải có chạy làm sao mà đi cho nó ngon lành. Khi mà anh chị tập lái cũng vậy, tập làm sao cho cái chiếc xe nó chuẩn để mình khỏi phải đẩy. Ví dụ em sợ nhất là những cái dòng xe mà giá rẻ như này, chở là phải chở 4 người, chở đủ 4 người để đẩy phụ, còn nếu không là có một mình là khó xây sợ. Nhưng mà được có cái là máy này đi hình như là mấy chục cây thôi. Hồi nãy là đi từ Củ Chi giáp Tây Ninh về luôn đó anh. Thì anh chị mà cứ lên đi thử đi, em cho test một đoạn đường dài luôn. Nó chỉ có là nè, xe này cũng ảnh cũng tập lái nè đó, tập lái nè. Nhưng mà cứ để im vài thôi, mình cứ cho tập lái thoải mái luôn. Nhưng mà khi mà anh chị lên xem xe á, mà nếu mà anh chị muốn làm cho nó đẹp á thì phụ em thêm tí thôi là em sẽ làm sơn cho nó đẹp, còn không cứ để như vậy là em bán cho anh chị giá 30 triệu thôi. Đó anh chị ha. Đi sơn vòng cho anh chị mình xem đi. Nói chung á thì tầm 30 triệu anh chị, mình em nghĩ là chắc chắn là mình sẽ không đòi hỏi nhiều được rồi, tại vì nó còn thua cái giá trị của một chiếc xe máy nữa. Xe này á là của một cái chú á, là chủ cái xe cũ á, là chú vẫn đang dùng, cũng dành đưa con cháu đi học nè, rảnh rỗi đi cà phê ở đâu ở Củ Chi á, thì chú xuống chú lên đòi một chiếc xe 7 chỗ để gia đình đi rộng rãi hơn, nên mới chia sẻ lại cho bên em. Thì ba cái xe này á, thì kiểu như hồi nãy thay gì á, cũng có test và có anh kỹ thuật á, là anh cũng nhận xe từ nhà của khách hàng, anh chạy về đó anh chị, trên đường về là cũng có chia sẻ cho anh chị mình á, máy móc vẫn bình thường. Và đặc biệt những dòng này anh chị cứ lên đi, cứ lên để làm chi ạ? Để mình xem thật sự đúng là mình đang cần một chiếc xe như vậy hay không. Đề cái nổ nha, đề mà coi như là không nổ là chết luôn á. Ồ, hên quá anh chị, đề phát là nổ liền. Nói chung là xe đang đi mà, cho nên là cũng chăm chút, cho nên là yên tâm. Bật cái cốp lên luôn, cho coi xe máy luôn. Cái này là dòng xe gọi là của Daegu nha anh chị nha, Lanos. Daegu Lanos. Mấy cái dòng này thì nói chung là máy cũng mức tiêu hao nó cũng khoảng đâu đó là 8 lít hơn chị, 7-8 lít gì đó. Máy nổ cũng rất là khá là êm nha, không có một cái tiếng động gì lạ nha. Mấy cái xe mà đời cổ mà nè, camera quay sát nha, mấy xe mà đời sâu như thế này sợ nhất là những cái xe mà đổ hơi đó, đổ hơi là coi như về là chạy không được và làm máy rất là tốn tiền. Nhưng mà riêng cái xe này thì được có cái là khô, rất là khô, không có một miếng hơi luôn ha. Và máy thì nổ tròn đều êm, không có tiếng động lạ là ok rồi.
Nên em đã nói ban đầu rồi, nhất là máy, thứ hai là thắng và thứ ba là gầm bệ đi êm ái là được. Nhiều anh chị nhà cũng có dư xe đó, nhưng mà muốn kiếm tập lái thì đây 30 triệu để mình đi che nắng che mưa được nè. Di chuyển ví dụ như chở 3-4 người để đưa con cháu đi học cũng như là cà phê đó anh chị. Nhưng mà theo anh nha, nhiều khách hàng là người ta kêu là cái hạng của Daegu này á là người ta không thích. Bây giờ còn cái hạng nào mà tốt hơn nữa không? Dạ. Hạng mà nổi tiếng hơn nữa không? Anh muốn tốt hơn tí xíu. À, mà giá tiền thì nó cũng xem như vậy thôi. Để tập để lái an toàn hơn. Em xem coi, tốt hơn Daewoo tí xíu. Nhưng mà thích cái hãng mà quen thuộc hơn của mình. Đúng rồi, nhưng mà giá tiền cũng phải rẻ. Rẻ luôn hả? Rồi, có rẻ luôn. Đây, đây nè. Đúng ngon lành nè anh. Đúng. Thấy cái này mới được nè. Đúng rồi, cái này mới đúng nè. Cái này Toyota. Dạ. Toyota thì bền, cực kỳ bền rồi. Này là rất là nhiều anh chị thích nè. Toyota Corolla. Corolla mà bao nhiêu tiền cũng là quan trọng, kêu 70-80 nữa là đâu có tiền. Không, hồi nãy á là cái chiếc xe kia mình bán 30, anh nói kiếm một cái nào á mà nó bền hơn và nó ngon lành hơn thì chắc chắn nó phải hơn rồi. Nhưng mà xe này em cho anh chị bất ngờ luôn, hơn tí xíu thôi. Rồi. 40 được. 40 được không anh? Được. Rồi. 40 được. Anh là sếp, anh quyết định được là 40 luôn anh chị. Đó. Toyota anh chị nha, mâm đúc đầy đủ luôn. Này thì nhìn VIP hơn á. Dạ. VIP hơn. Kiểu dáng đồ ngon lành đó, chứ. Ngon lành như ai. Tại vì do xe là đời qua thời gian 5 tháng thì đời phải trôi đi sâu thôi anh chị. Chứ còn kiểu dáng đồ nhìn ngon lành. Ghế là còn ghế nỉ luôn nè, ngồi im luôn nè. Và chia sẻ với anh chị luôn là cái xe này là cũng người dùng đang đi luôn. Xong rồi á là đổi xe lên đời xe. À mà những cái xe mà giá tiền mà dưới 100 này mình nhiều lắm đúng không? Mà dạ. Hiện tại mình đang nhiều đúng không? Giá tiền mà để tập lái mà 4-50 triệu đồ trở lên đó là 3-40 triệu trở lên là mình có nhiều anh. Cái gì không có chứ, mà xe tập lái là mình đang có đó anh. Từ 30 triệu trở lên là có rồi đó anh chị. Xe này thì được có cái là nhìn bên trong nội thất thì khá là liền. Khá là liền. Rất là liền luôn. Từ cái ghế nỉ cho đến là tấp bi cửa này cũng rất là liền. Cho nên là cái thương hiệu của Toyota anh chị biết rồi. Từ cái dàn đồng cho đến là thân vỏ rồi bên trong nội thất thì phải nói là đẹp. Nói chung là đẹp so với số tiền thôi nha. Dạ. Chứ còn anh chị mình lên thực tế thì nó cũng vậy nè. Đó, nó không có phải là coi như là những như những cái caravan sát vô xíu. Chứ không phải là như những chiếc xe mà 300-400 triệu, 200-300 triệu. Còn cái này chủ yếu em lấy chủ yếu là để cho những chú đi cà phê hoặc là chở cháu đi học. Đó, đi vòng vòng che mưa che nắng. Và đặc biệt là nhất những anh chị nào mà đang có một cái mới lấy cái bằng lái, cần một chiếc xe để về dợt, hoặc là đang thi bằng lái mà mình cần chiếc xe ha để mình dợt cho nó cứng tay lái. Đúng là cô, đúng là Toyota anh ơi, đề có khác đúng không luôn. Đề một cái một là máy nó nổ luôn. Đúng rồi. Rất Toyota thì từ máy móc thì tất cả rồi, nó là số 1 rồi đó. Thì quan trọng là anh chị cứ lên, cứ lên, cứ xem xe, cứ trải nghiệm đó. Rồi máy móc em thấy 40 triệu mà máy móc còn ngon, ngon anh. Máy khô ráo ngon lành cành đào luôn. Và thiết kế của cái máy thời cổ đến giờ mà nhìn quá đẹp luôn á. Mấy cái xe này á, trước đây nha, cái thời mở ra là nó cũng là giá trị lắm á. Ai mà có tiền mới mua được sở hữu mấy chiếc này nè. Nhưng mà có bây giờ, đến bây giờ hiện tại thì chỉ có để là dành đi che nắng che mưa thôi. Đi vòng vòng cũng cà phê tập lái rồi. Đó, máy móc nổ là im ru luôn đó anh chị. Với hai nữa là tuy là xe đời sau nhưng mà em thấy á, cái khoang động cơ này nè, được cái điểm mạnh á, là anh chị đi cũng dễ kiểm tra nữa. Và cũng dễ chăm sóc vệ sinh nữa đó anh chị. Đó, giá tiền lanh quanh thì chỉ có đâu đó là 40 triệu thôi. Một chiếc xe mình đi tập lái, mình che nắng, che mưa. Nói gì thì nói chứ mỗi anh chị một cái nhu cầu tìm kiếm khác nhau. Đâu phải ai cũng tìm xe đời cao mà đâu phải ai cũng tìm xe tập lái. Còn xe là bên em về rất là nhiều. Như hiện tại thời điểm bây giờ á, 30 triệu là đã có xe, nhiều không có chứ 30 triệu là đã có xe rồi đó anh chị. Mà quan trọng á, những chiếc xe đó là anh chị phải lên đây cùng bên em trải nghiệm tìm hiểu. Tại vì xe thứ nhất á, là rẻ thì giá trị là đời nó hơi sâu, hoặc giả là những cái chi tiết nó sẽ không còn được đẹp mượt mà nữa. Cái mình cần về tập lái thì mình lên tìm hiểu động cơ, gầm bệ gì đó, rồi mình test thử cùng kỹ thuật bên em một vòng. Ok thì mình nhận xe thôi. Còn mà chưa phù hợp thì cứ đến tham khảo. Tại vì 30 triệu em đã có, thì những xe 200-300 triệu là có rất là nhiều ở bãi đó luôn nè anh chị. Tuy là cái xe nó rẻ tiền nhưng mà có cái anh chị lên xem xe ha, là test thoải mái luôn, chạy thoải mái luôn. Và sau á là bên em sẽ nâng cái phần gầm lên cho anh chị mình xem. Đó anh chị,
đó, mình đi lên bên em á là mình không mất gì cả, chỉ mất thời gian thôi, còn lại là có rất là nhiều cái lợi ích cho mình. Thứ nhất nè, chính tay anh chị sẽ kiểm tra xe từ động cơ cho tới đây nâng gầm, mình nâng gầm mình kiểm tra chính những chiếc xe mà mình đã lựa chọn. Tại vì đó, thứ nhất là xe phục vụ công việc cũng cần phải kiểm tra, mà xe đi gia đình mình an toàn là chính, anh chị cũng phải kiểm tra. Thì xe đã qua sử dụng thì chắc chắn là có những cái nó sẽ hạn chế, nhưng mà quan trọng là về mình kiểm tra, đội ngũ kỹ thuật bên em là test kiểm tra hết đó, từ máy móc tới gầm bệ này kia vậy đó. Đó, xong rồi anh chị mình ra trải nghiệm, ra ngoài đường chạy thử, lái thử, đi cùng kỹ thuật bên em, muốn đi xa cũng được, muốn đi gần cũng được đó. Quan trọng là phải phù hợp với mình, dù chiếc xe là 30 triệu hay là 300 triệu hay là 500 triệu đi nữa anh chị. Đó, cứ liên hệ cho em qua hai số hotline là 0777 552222 và 0988 111554. Em sẽ tư vấn cụ thể cho anh chị mình để anh chị mình có được một chiếc xe như ý. Nếu anh chị đang cần một chiếc xe đã qua sử dụng, hãy liên hệ cho ô tô Pháp Anh. Dạ rồi, em cảm ơn anh chị rất là nhiều. Xin chào.